Phú ông xem ngựa. Ông Phú Đoài đây mà. Vâng, sao ông Phú Đông không mua lấy một con mà cưỡi, lại cứ phải đi bộ cho mệt thân? Trước nay tôi chỉ mới nghe nói, chứ chưa thấy ngựa bao giờ. Mà cái giống ngựa có khỏe không? Nó gấp mấy lần sức trâu ấy chứ. Ghê nhỉ, thế nó có đắt không? Không đắt lắm đâu. Ngựa là giống chuyên chạy đường xa, sức khỏe dẻo dai, lại phải đem từ nơi xa đến. Thế mà giá cũng chỉ bằng chục con trâu nhà ông thôi. Ôi chà, chục con trâu cơ á, đắt thế. Nhà Phú Đông ruộng cả trăm mẫu, trâu bò cả trăm con, chẳng nhẽ không mua nổi một con ngựa. Với lại bây giờ, một năm cũng mấy bận lên tỉnh Hậu Quan, chả nhẽ ông cứ lóc cóc đi bộ. Nhưng ngựa có khỏe thật không đấy? Tôi cưỡi nó đi ngày trăm dặm mà vẫn khỏe ra đây này. Thì mua. Sao không cho hai con ngựa này ăn cỏ? Cứ cho ăn ngô khoai suốt ngày thế này thì tốn kém lắm. Dạ bẩm ông, tay lái buôn dặn con, đây là giống ngựa nòi thuần rất quý, ngày có thể chạy cả ngàn dặm, nhưng phải cho chúng ăn nhiều ngũ cốc, chứ không cho ăn cỏ như trâu bò được. Lại còn vậy nữa, đã bỏ ra cả đống tiền mua chúng, lại còn tốn tiền cho chúng nó ăn nữa chứ. Một năm cưỡi được mấy bận, phí quá. À, phải rồi, nghe ông bảo đây. Mày đem ngay hai con ngựa này đến khu xay thóc, thay cho hai con bò ở đấy. Bò thì đem đi bán cho lò mổ. Bẩm ông, con chỉ sợ lũ ngựa không chịu. Không chịu thì bịt mắt chúng lại, quất roi mây vào mông. Thế nào chúng chả phải đi. Trâu bò ăn cỏ còn phải cày kéo. Chúng ăn bao nhiêu ngô khoai, có mỗi việc ấy còn quá nhẹ nhàng. Đi, đi nào, đi nào. Thử xem chúng mày còn cứng đầu được không. Đi, đi ngay, đi ngay. Có thế chứ. Bẩm ông, ngựa đấy ạ. Lần này ông lên tỉnh Oai Vệ phải biết, mấy con ngựa của ông Phú Đoài làm sao sánh nổi với mấy con ngựa nòi của ông. Đi thôi, còn luyến tiếc gì ở đây nữa. Chạy lên tỉnh kia mà. Hả? Thằng ức, mau dừng ngựa lại. Mau dừng ngựa lại. Con ngựa nòi, ông luyện kiểu gì mà nó cứ chạy vòng tròn như xây thóc thế? Thưa ông, đúng là hàng ngày chúng nó toàn đi xây thóc đấy ạ. Trời ơi, sao ông lại để mấy con ngựa quý đi xay thóc? Thì tôi cứ nghĩ chúng khỏe thế, đem làm việc thay trâu bò cũng được. Trời à, cái này không thể trách ngựa mà phải trách ông. Ông mua ngựa về, không cho chúng tập chạy mà bắt chúng đi vòng tròn suốt mấy tháng ròng, thì đến Thiên Lý Mã cũng thành trâu bò mà thôi. Sống hay chết. Kỳ thi lần này, chức Trạng Nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Mà cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bị kịp. Bọn trẻ túm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ?
này. Chúng bay có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Ơ, anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, tính người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì, ta còn lạ gì. Ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng ắt ấy làm gì. Nhưng mà đó là thật đấy ạ. Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau. Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé, còn ai dám vượt mặt ta nữa không. Tí ơi, Tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tới thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Chà, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tớ đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm, ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ. Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống. Nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó. Thế là thế nào? Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, con dế này. Sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? À, à. Ước mơ của con. Ơi, sau này lớn lên con sẽ làm lính cứu hỏa mẹ nha. Tuyệt lắm, mẹ ủng hộ con. Hôm nay cạnh trường con có một đám cháy to ơi là to mẹ ạ. À. Ồ thế à, nguy hiểm quá. Nhưng chỉ vài phút sau là các chú lính cứu hỏa đến mẹ ạ. À. Thật may quá. Vâng ạ, à, đám cháy được dập tắt ngay sau đó, thật tuyệt phải không mẹ? Nhưng để làm được lính cứu hỏa thì con phải thật khỏe mạnh mới được. Mau vào tắm rửa sạch sẽ rồi còn vào ăn cơm nữa con. Dạ. Thưa bố mẹ, con ăn xong rồi ạ. Xong rồi qua đây bố hỏi thăm chút nào. Vâng ạ. Tuần này con trai của bố được mấy điểm 10 để bố thử nào. Tuần này ít kiểm tra nên con chỉ được có mỗi 2 điểm 10 thôi bố ạ. Con cố gắng học giỏi để sau này con trở thành giám đốc giống bố nha. Con không muốn trở thành giám đốc nữa đâu bố ạ. Tại sao? Dạ, là vì con thấy chẳng có gì vui
nếu làm giám đốc cả. Thế con muốn sau này lớn lên sẽ làm gì nào? Con muốn trở thành lính cứu hỏa bố ạ. À. Mẹ ủng hộ. Ừ, thôi, con vào phòng đọc sách đi, ngoan lắm. Dạ. Em à, anh nghĩ là vợ chồng mình nên định hướng cho con ngay từ bây giờ. Nam cũng đã 8 tuổi rồi. Em nghĩ là chưa cần phải vội thế đâu anh ạ. À. Trước hết mình dạy con cách yêu thương, cách quý trọng bản thân, quý trọng lao động là tốt rồi. Thì anh vẫn để cho em toàn quyền trong chuyện dạy con đấy thôi. Thôi được rồi, chuyện này tính sau. Ngày mai anh được nghỉ, em có muốn cả nhà đi đâu chơi không? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai vợ chồng mình đưa con về thăm quê đi anh. Chắc chắn là Nam sẽ rất thích đó. Được. Mẹ ơi, kia là gì thế mẹ? Là cò trắng đó con. Thế kia là gì hả mẹ? À, đó là cái lò gạch. Lò gạch để làm gì hả mẹ? Thợ đóng gạch sẽ làm ra gạch rồi xây nhà, xây phố đó con. Chúng ta sẽ có những ngôi nhà thật đẹp từ những viên gạch đó con ạ. À. Oh, hay quá, tuyệt vời quá. Vậy sau này con làm thợ đóng gạch được không hả mẹ? Hay là đi mơ ước làm thợ đóng gạch bao giờ hả con? Tại sao lại không được hả bố? Con nghĩ đó là một việc rất có ích mà. Đúng thế con yêu ạ. Con có thể trở thành bất cứ ai mà con muốn, miễn là trở thành người có ích là được rồi. Mỗi lần về quê, trong lòng anh lại thấy rất thư thái. À, bà Nam chạy đi đâu rồi em? Nó theo bà ngoại đi sang nhà hàng xóm câu cá rồi. Thằng bé tò mò quá, động đến cái gì cũng hỏi. Ừ, ham học hỏi thế là tốt. Mong là sau này thằng bé sẽ là người tài giỏi, thành đạt, giàu có. Anh à, em nghĩ chúng ta không nên đặt nặng những tham vọng của người lớn lên đôi vai con trẻ. Ước mơ của nó là ước mơ vô cùng trong sáng. Chúng ta cũng cần tôn trọng con anh ạ. À. Nhưng anh không đồng tình với em được. Em khuyến khích con trở thành một lính cứu hỏa, một người đóng gạch. Đó đều là những công việc bình thường, rất vất vả, chẳng ai muốn làm cả. Như thế thì làm sao con cố gắng học hành được? Chỉ là em đang tôn trọng cảm xúc của con mà thôi. Anh yên tâm đi, Nam vẫn học hành chăm chỉ và còn học khá tốt nữa mà. Em chỉ sợ con mình chỉ biết học như một cái máy mà không thực sự hiểu biết về cuộc sống xung quanh của nó. Em chẳng thực tế chút nào hết. Điều đó thì khi lớn lên nó khắc tự biết. Nhiệm vụ của nó lúc này là phải học hành thật tốt, để sau này lớn lên trở thành người thật xuất chúng. Thế thôi. Anh biết không, con mình muốn trở thành lính cứu hỏa vì nghĩ họ có thể cứu người và bảo vệ tài sản cho những người khác. Con mình muốn trở thành thợ đóng gạch là vì những viên gạch ấy có thể xây dựng nên những công trình mới. Con muốn những điều tốt đẹp không chỉ cho nó mà cho tất cả mọi người. Những suy nghĩ đó của con thật đáng tự hào mà, phải không anh? Bố ơi, mẹ ơi, lớn lên con sẽ làm người câu cá nhé. Bố mẹ sẽ không bao giờ sợ bị đói đâu ạ. À. Con sẽ nuôi bố mẹ suốt đời luôn. Bố hiểu rồi, cảm ơn con. Hãy cứ mơ ước nhiều con nhé. Hãy trở thành người mà con thấy mình được hạnh phúc và có ích nhất con ạ. À. Chú chim hạnh phúc. À kìa tí, nhanh chân lên, sắp muộn học rồi đấy. Ồ, các cậu cứ đi trước đi. Thôi, mình đi nhanh đi. Ừ, thế chúng tớ đi trước đây. Chán thật đấy, sao ngày nào cũng phải đi học chứ. Mình chẳng thích tí nào cả. Vào lớp hết rồi, giờ này đến lớp chưa bị thầy phạt vì không làm bài thì sẽ bị phạt vì đi muộn mất thôi. Hay là thôi đi, hôm nay trốn học thêm một buổi nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Thích quá. Phải thế này mới vui chứ. Cứ ở trong trường học chán chết đi được. Ôi, giá mà mình cũng có cánh và được tự do như những chú chim kia. Trông chơi suốt ngày sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu muốn làm chim thật ư? Ồ, một chú chim biết nói, chắc hẳn là chim thần rồi. Chim thần ơi, hãy giúp tôi với.
Tôi rất muốn được thành một chú chim có đôi cánh bay khắp nơi, chứ làm trẻ con chán lắm, suốt ngày bị ép làm cái này cái kia thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu. Vậy là mình đã thành chim, tha hồ bay lượn. Tất cả vạn vật đều ở dưới ta. Bạn của ta là nắng, là gió, là mây. Thích quá, từ giờ sẽ được tự do rong chơi rồi. Cảm ơn chim thần. Tuyệt quá, giờ mình sẽ bay thẳng đến vùng thảo nguyên xanh tươi tuyệt đẹp mới được. À, thích quá. Đúng là làm chim thật là hạnh phúc. Trốn nhanh thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Diều hâu tới kìa. Diều hâu ư? Mình biết trốn đâu bây giờ. Bay núp vào tán cây mau lên. Diều hâu đến rồi kìa. Nhanh lên. À, ui da, đau quá. Nguy hiểm quá. Ở nơi hoang dã cũng chẳng tốt gì. Thôi mình lại bay về làng sống cho yên bình vậy. Kia rồi, chỉ cần mình ở gần khu làng mạc thì chắc sẽ chẳng có chim ưng hay diều hâu gì đâu. Ôi, hoa nở đẹp quá. Hoa đẹp quá, thơm quá. Biết thế ngay từ đầu mình chả bay đến cái khu thảo nguyên làm gì cho mệt. Ở đây ngắm hoa thưởng cảnh là nhất rồi. À, chuyện gì thế này? Bắt được chim sơn ca rồi. Bắt được chim rồi. Chà chà, vậy là có thêm chim để nuôi rồi. Thả ta ra. Yên nào, rồi mày sẽ quen thôi. Trời ơi, chẳng nhẽ số phận ta lại bị nhốt vào lòng thế này sao? Tưởng rằng làm chim sẽ được tự do, ai ngờ. Không được, phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái lòng chết tiệt này. Đúng rồi, chỗ cửa lòng. Cố lên nào. Lại hại đến chính cậu thôi. Ôi, anh thật là lắm chuyện. Mất vui cả buổi sáng. Chán thật đấy. Xuống kia nghỉ chân một lát đi. Ừ. Ồ, mấy chị bịch trời ở đâu đến kìa. Chào các chị. Các chị đang chơi gì mà vui thế? Ồ, chào bạn. Chúng tôi chỉ dừng chân nghỉ một chút, rồi sẽ lại lên đường đến phương Nam ngay thôi. Đang trên đường đến phương Nam ư? Đúng vậy, phương Nam nắng ấm chan hòa,
lại rất nhiều thức ăn nữa. Mùa đông lạnh lẽo sắp đến, rất nhiều loài cũng đến phương Nam mà. Hay mình cũng đến đó nhỉ? Đây các chị ơi, các chị có thể cho tôi đi cùng với được không? Làm sao được chứ, chúng tôi bay trên cao, còn cậu thì làm gì có cánh. Đúng thế, làm ơn cho tôi theo với. Được bay lượn trên bầu trời mới tuyệt làm sao, chỉ có các chị mới giúp được tôi thôi. Tôi nghĩ ra cách rồi. Chúng ta sẽ cầm hai đầu đoạn dây leo để cậu ếch bám vào giữa. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy bay lên cao. Nhỡ dọc đường có thợ săn thì sao? Bay riêng lẻ tránh thợ săn còn khó nữa là giờ. Tôi sẽ cẩn thận, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hai chị đâu. Nếu cậu đã muốn đi đến vậy thì chúng tôi sẽ giúp. Nhưng cậu phải nhớ là trên đường bay, cậu phải tuyệt đối yên lặng để chúng tôi tập trung. Và khi đi qua quãng cánh đồng, ở đó rất trống, không có chỗ trú, lại nhiều thợ săn. Cậu phải thật để ý nhé. Được, được. Vậy chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Ủa, kia chẳng phải cậu ếch xanh sao? Ơi, đúng là tuyệt vời. Mình đang bay, mình đang bay. Đến đoạn đồng vắng rồi. Sao nhìn hai chị vịt căng thẳng thế nhỉ? Ở đây thì có gì nguy hiểm chứ? Mấy chị vịt cứ giỏi lo, mà cứ bay thế này thì chán chết được. Nhìn các chị vịt căng thẳng đến phát chán ấy, phải bày trò gì hay hay mới được. Thợ săn kìa! À, cứu tôi! Không có thợ săn đâu mà! Tôi đùa đấy! Cứu tôi! À, à, đau quá! Giờ thì mắc kẹt ở đây rồi! May quá! Cậu đây rồi! Đúng là tôi lo lắng không có sai mà lại! Cậu có sao không? Anh chào Mào! Sao? Sao anh biết tôi ở đây? Tôi thấy cậu bay lên cùng hai chị vịt trời. Cũng vì lo lắng với bản tính của cậu thì chuyến đi như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên tôi mới bay theo. Nếu tôi không bày trò dọa các cô vịt là có thợ săn thì... Mà tôi đã bày trò trêu anh vậy mà anh không giận tôi sao? Anh còn lo lắng bay theo tôi nữa. Chuyện qua rồi thì thôi, cậu biết sai để sửa dần là tốt rồi. Còn giờ thì tôi sẽ giúp cậu về lại sớm bờ ao. Cảm ơn anh chào Màu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.